Vừa xuất viện sau sinh chưa bao lâu, bà xã Dương Lâm đã trở lại bán hàng online, mua thực phẩm đi làm từ thiện. Bà xã của Lê Dương Bảo Lâm sau khi sinh chưa bao lâu đã nhanh chóng quay trở lại công việc. Không những thế, Quỳnh Quỳnh còn tranh thủ đi mua thực phẩm đem tặng các trẻ em kém may mắn. Sau sinh, các chị em phụ nữ thường dành khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi nhằm phục hồi sức khỏe. Thế nhưng Quỳnh Quỳnh, bà xã của Lê Dương Bảo Lâm lại hồi phục rất nhanh. Cô xuất viện chỉ sau 2 ngày sinh nở và nhanh chóng quay lại với công việc buôn bán online. Không những thế, Quỳnh Quỳnh còn cùng các con đi trao quà từ thiện cho những trẻ em kém may mắn ở gần nhà. Chia sẻ hình ảnh lên trang cá nhân, bà xã Lê Dương Bảo Lâm viết: "Nay mẹ dẫn chị ba mua quà xuống cho mấy chị em mồ côi gần nhà. Ngọc phải ngoan nha vì con hạnh phúc hơn những bạn trong hình rất nhiều. Ngọc xuống, Ngọc rủ mấy bạn chơi chung liền nè cô chú." Tính đến nay, Quỳnh Quỳnh hạ sinh con trai thứ ba chỉ mới hơn 2 tuần, nhưng trông cô vô cùng khỏe khoắn, ngày ngày luôn tay luôn chân với công việc nhưng không hề mệt mỏi. Dõi theo những hoạt động thường nhật của Quỳnh Quỳnh sau sinh, ai cũng phải nể. Trên trang Facebook cá nhân, Lê Dương Bảo Lâm đã đăng tải những hình ảnh về việc làm từ thiện của vợ chồng anh trong ngày rằm tháng 7 âm lịch. Nam diễn viên cho biết ban đầu anh cũng lo lắng cho sức khỏe của bà xã sau sinh nở, nên khuyên tháng sau hãy phát quà cho bà con. Thế nhưng Quỳnh Quỳnh vẫn không đồng ý vì muốn làm từ thiện vào đúng dịp lễ Vu Lan. Lê Dương Bảo Lâm chia sẻ, nhà Lâm ngày rằm, tối về nhà khuya quá, sáng bà Quỳnh Quỳnh vẫn lôi dậy, nói mới sinh để kêu tháng sau đi mà bà không chịu. Nhiều người tỏ ra cảm động trước tấm lòng của bà mẹ ba con này. Bên cạnh đó, đông đảo người hâm mộ cũng nhắn nhủ Quỳnh Quỳnh nên giữ sức khỏe. Mới sinh xong giữ gìn sức khỏe nhé Quỳnh Quỳnh, cẩn thận vết mổ. Mới sinh chị nên nghỉ ngơi thêm. Quỳnh khỏe quá, nhưng dù gì mới sinh cũng phải chú ý sức khỏe, tránh đi nhiều. Được biết, Lê Dương Bảo Lâm trong khoảng thời gian này kẹt lịch đi quay diễn ở xa rất nhiều, nên không có thời gian ở bên vợ con. Cứ được đôi bữa ở nhà, nam diễn viên lại lên đường đi quay, song không hề than trách. Quỳnh Quỳnh rất thấu hiểu cho tính chất công việc của chồng. Ở nhà cô đảm đương tất cả mọi việc. Trước này Lê Dương Bảo Lâm cũng đã nhiều lần khuyên nhủ vợ nên nghỉ ngơi, tạm gác công việc sau sinh. Nhưng Quỳnh Quỳnh khá lì đòn, cô luôn muốn tự tay làm mọi việc và chăm sóc gia đình nhỏ. Phải nói rằng Lê Dương Bảo Lâm quá đỗi may mắn khi có được một người vợ đảm như Quỳnh Quỳnh. Nói về bà xã của mình, Lê Dương Bảo Lâm từng cho hay: "Tôi rất may mắn khi có bà xã đảm đang và vô cùng hiểu chuyện. Quỳnh luôn ủng hộ tôi thực sự biết ơn cô ấy vì điều đó." Với nam diễn viên, vợ là một người phụ nữ trên cả tuyệt vời. Hiện tại, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm vẫn giữ kín diện mạo của quý tử thứ ba. Ai nấy đều tò mò muốn biết cậu út nhà Lê Dương Bảo Lâm giống bố hay giống mẹ. Sau, người hâm mộ đoán rằng vợ chồng nam diễn viên đợi đến đầy tháng mới khoe mặt con. Một lần nữa phải công nhận rằng Lê Dương Bảo Lâm quá đỗi may mắn khi có một người vợ tuyệt vời như Quỳnh Quỳnh. Tổ ấm gia đình của nam diễn viên được xem là hình mẫu hạnh phúc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Còn bạn thấy sao về tổ ấm của Lê Dương Bảo Lâm cũng như câu chuyện Quỳnh Quỳnh chăm làm sau sinh nở chưa lâu? Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn với chúng tôi nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.